Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của Quế Hợp Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một sản phẩm mà đúng với bên thương hiệu bên em đang bán nhiều nhất, đó là chiếc Ford Ranger sản xuất năm 2020, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Vâng, đây là chiếc xe nhập quý anh chị nhé, 2020 xe nhập nguyên chiếc Thái Lan bản Ford Ranger máy dầu 2.2 số tự động một cầu XLS. Về toàn bộ về những chiếc xe lướt từ 2020, 21, 19 này thì nói chung toàn bộ là xe đẹp, sơn zin hầu như còn zin hết toàn bộ và lốp theo xe nguyên một dàn. Máy số thì quá là chất, không có dấu hiệu đâm xô tai nạn ngập nước quý anh chị nhé. Toàn những chiếc xe này thì bên em Lợi càng xem kỹ và kiểm tra chất lượng, đánh giá càng phải là kỹ càng hơn. Tất cả chiếc xe mà siêu lướt siêu mới này thì phải mang đến sự trải nghiệm mà hầu như là hoàn hảo và chỉ chạy hết lốt đa thôi. Toàn bộ chiếc xe Ford Ranger 2020 bên em Lợi vừa mới về đây thì có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Và quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Quý anh chị nào có nhu cầu bán xe ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Với sản phẩm Ford Ranger 2020 này thì bên em Lợi khẳng định làm xe đẹp không tai nạn ngập nước, quý anh chị có thể mang đến hãng hoặc là mượn thợ để kiểm tra. Nếu phát hiện đâm xô tai nạn ngập nước, bên em Lợi sẵn sàng bồi thường quý anh chị 50 triệu tiền đi lại. Bên em bán có cam kết văn bản cho quý anh chị. Về toàn bộ ngoại thất của chiếc xe thì khá là đẹp, xe được trang bị thêm thanh thể thao và ngoại thất khe hở cánh cửa cốp trước cốp sau đều là zin, không có dấu hiệu bị thay thế và toàn bộ là nguyên bản từ mới. Đèn pha, đèn hậu đều nguyên zin. Về chiếc xe Ford Ranger nhập này thì đi khá là chắc chắn và ổn định. Thân vỏ thì độ cách âm khá là tốt so với hàng trong nước. Đây là cái liên sườn bên lái của chiếc xe, toàn bộ khe hở cánh cửa khá là đều nhau. Lốp thì khá là dày, toàn bộ lốp là nguyên zin theo xe từ đầu, đắt năm sản xuất 2020 quý anh chị nhé. Kính đèn thì đều theo năm sản xuất và không có dấu hiệu bị rạn nứt. Tất cả các kính đèn xe ô tô thì đều được bác chủ dán thêm kính 3M. Đây là toàn bộ cái đèn pha của chiếc xe khá là sáng và đẹp, soi mặt ca lăng. Đấy, form mới rồi, khá là đẹp, mặt ca lăng này, form mới, toàn bộ nguyên zin từ đầu. Về phần lốp của chiếc xe đây, lốp này gân lốp còn khá là dày và toàn bộ lốp là theo xe, đun lốp theo xe. Tất cả các cái đát lốp năm sản xuất đây. Năm sản xuất của đát lốp của chiếc xe là 2020 quý anh chị nhé. Đấy, lốp 2020, lốp nguyên bản theo xe từ mới, còn khá là dày. Về cái phần gầm của chiếc xe thì phần cu lốp, phần gầm khá là đẹp, không có dấu hiệu bị mục mọt. Sắt xi không cắt nối. Toàn bộ xe thì khung gầm chỉ chạy trong phố phường nên là chất xe, chất gầm khá là đẹp, không có dấu hiệu bị hoen gì do chạy ở môi trường muối mặn. Đây là cái phần gầm phía trước của chiếc xe và từ các cái bướng gầm này. Đấy, bướng gầm sau 2 năm sử dụng, bướng gầm khá là đẹp, tất cả như mới và khoảng sáng gầm, phần gầm thì khá là chắc chắn, đi từng con ốc vô tuyên giảm sóc, hệ thống treo đều nguyên zin từ đầu. Đây là lốp phía sau của chiếc xe, đều lốp theo xe, đun lốp và sát xi của chiếc xe đây. Sắt xi thì khá là đẹp. Toàn bộ phần cu lốp, sắt xi, gầm không có dấu hiệu bị mục mọt và toàn bộ sơn zin hết. Phần gầm phía sau của chiếc xe, toàn bộ phần gầm phía sau lốp sơ cua
trừ chạm đất, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Đấy, lốp trừ chạm đất đâu quý anh chị nhá. Toàn bộ phần gầm phía sau này sơn zin toàn bộ và cực kỳ đẹp ở cái phần gầm của chiếc xe lướt này. Tất cả từ cổ bô, cổ xả khá là sáng và đẹp. Toàn bộ cổ bô, cổ xả chạy ít nên là rất là sáng, đều đẹp. Phần gầm xe thì quá mới. Đây là cái phần lót thùng, phần sàn phía sau của chiếc xe. Hai bên lót thùng và sàn thì không có dấu hiệu bị móp méo do chở hàng nặng. Tất cả các cái ốc khóa, ốc đèn, đinh bấm, đinh dập phía sau đều là nguyên zin từ mới. Từ các cái phần bướng cốp phía sau này chỉ là nguyên zin từ đầu. Về thần nội thất bên trong của chiếc xe thì khá là đẹp. Toàn bộ nội thất đây nỉ nguyên từ mới. Và toàn bộ bốn cánh cửa, ốc khóa, bản lề cốp đều nguyên zin. Đây là hàng ghế phía trước của chiếc xe, rất chi là căng và mới. Toàn bộ từ táp ly, bóng khí là nguyên bản. Và toàn bộ xe màn hình, củ số, vô lăng khá là mới. Xe thì được bác chủ trước độ thêm đề start top. Tất cả các cái núm quài và vô lăng củ số thì không bị mòn. Đây là bàn thờ tắp ly của chiếc xe này, khá là mới. Toàn bộ nguyên bản màn hình để đồ start top đây. Đấy, chìa khóa thông minh start top, vô lăng cực kỳ mới. Tất cả các tay nắm cánh cửa đều nguyên zin từ đầu. Hàng ghế lái, gần ghế lái cực kỳ mới và căng. Đây là toàn bộ phần hàng ghế phía trước của chiếc xe. Tay nắm táp ly cánh cửa toàn bộ là nguyên bản và chưa có dấu hiệu bị sơn lại. Và tất cả các cái thông số kính thì đều của hãng Ford này, và đều có năm sản xuất là 2020 quý anh chị nhé. Và các cánh cửa thì chỉ zin 100%, sơn zin toàn bộ, size cho tặng xe luôn quý anh chị nhé. Từ các cái phần ốc khóa bản lề của cánh cửa này nguyên bản, chỉ ốc khóa bản lề đều nguyên zin. Nội thất hàng ghế phía sau của chiếc xe đây khá là mới, toàn bộ là nguyên bản từ đầu. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì kẻ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Trần của chiếc xe thì khá là đẹp, nguyên trần nỉ từ đầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe, ủng hộ em Lợi. Em Lợi chuyên nhận mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng trên mọi miền Tổ quốc. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Để được xem xe thì mời quý anh chị qua để tư vấn và chạy thử trải nghiệm xe trực tiếp. Đây là hai cánh cửa bên lái của chiếc xe. Tay nắm táp ly cánh cửa khá là đều màu nhau theo thời gian và toàn bộ sơn zin hết từ đầu. Xe Ford Ranger, bậc lên xuống của chiếc xe này, từ các cái bậc lên xuống và các cái babule này không có dấu hiệu bị móp méo nhé. Tất cả các cái phần ốc cột, tem mác cột thì là nguyên zin, ốc khóa bản lề đều nguyên bản từ đầu. Về phần đầu và phần máy của chiếc xe thì toàn bộ là nguyên bản, máy số là nguyên zin. Đây là toàn bộ phần đầu của chiếc xe, từ các cái ốc đèn đều nguyên bản, ốc tai, ốc cabo nguyên zin từ đầu. Phần nhựa của chiếc xe thì khá là sáng, xe chạy sử dụng ít nên là toàn bộ phần nhựa, phần máy thì khá là đẹp. Cabo, chỉ cabo là nguyên zin. Tất cả cabo đinh bấm, đinh dập nguyên bản hết từ đầu. Máy thì khá là sáng và đẹp, zin từng con ốc quý anh chị ạ. Chất xe chạy hết lốt đa, máy sáng. Thân vỏ sơn zin, lốp theo xe nguyên một dàn. Động cơ máy dầu, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan.
Vâng, và đây là tiếng động cơ đang hoạt động, toàn bộ động cơ chạy khá là êm. Máy dầu 2.2 từ các cái ốc kép nước này, nguyên zin hết từ đầu. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một chiếc xe Ford Ranger sản xuất năm 2020, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan, số tự động một cầu XLS. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi ở 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.